Chào mọi người nha, chào mọi người đến đang xem kênh ẩm thực của Hoàng Sơn. Hôm nay Sơn lại chia sẻ với mọi người món sách bò xào dứa. Để thực hiện được món này thì trước tiên cái sách mình mua về mình phải cạo hết cái phần đen đen đi nhá. Đấy, để nó làm sao nó trắng được như này này. Tiếp theo sau khi cạo sạch rồi thì mình sẽ xử lý cái phần hôi của sách bò đấy, là mình bóp vào đây một ít chanh nhá. Chanh muối. Đấy, các bạn nhồi cho thứ nhất là nó được sạch cái nhớt đi. Thứ hai nữa là nó tẩy được những cái bẩn ở trong sách bò. Sau đấy thì mình sẽ rửa lại nhá, rửa cho sạch. Và tiếp theo để xào cái sách bò ở ngoài hàng mà nó giòn ấy. Thì hôm nay Sơn cũng chia sẻ với các bạn thì mọi người cho vào trong nồi áp suất, hoặc là ở nhà không nồi áp suất thì mình sẽ cho vào một ít rượu gừng xả để giảm bớt cái mùi đặc trưng của sách bò nhá. Sau đấy thì có nồi áp suất thì mình vặn khoảng 7 phút. Còn nếu như ở không có nồi áp suất thì mình dùng cái đũa mình ninh, khi nào mà mình dùng cái đũa mình đấy, mình dùng cái đũa mình thử như này này. Mình thấy nó giòn mềm ở cái đầu đũa là được nhá. Đừng có để nó quá ấy nhá. Nó quá mềm ấy thì xào nó lên nó không bị không được ngon đấy. Sau khi ấy thì các bạn thái miếng nó vừa ăn nhá. Là sao thái nó bằng cái ngón tay cái là được. Đấy. Về rau thì mình sẽ có rau răm này, dứa này và hành lá, ớt. Dứa thì các bạn nhớ gọt bỏ mắt nhá. Các bạn thích ăn nhiều dứa thì có thể là cho thêm dứa. Thường thường thì một suất khoảng nửa cân sách bò. Nửa cân sách bò thì sách thường thường mà luộc lên nó chỉ được 60g thôi nhá. Tức là một cân là được 6 lạng ấy. Đấy, các bạn nên các bạn để cân chỉnh cho nó dễ. Thường thường là xào nửa cân một đĩa nhá. Mình sẽ thái vát cái ớt sừng này để cho làm sao khi xào lên nó được hài hòa, cái màu nó được đẹp ấy. Ớt cay ai cho ăn thì mình nêm nhá. Ở đây phần gia vị thì mình sẽ có 1/2 thìa hạt nêm này. 1/2 thìa mì chính. Mì chính thì tùy mình ăn ít ăn nhiều ấy. Và 1/2 thìa dầu hào nhá. Các bạn cứ thử xào với cái định lượng này chắc chắn là sẽ vừa. Đấy, ở đây thì cái phần bò thì thường thường mình sẽ xào bằng tỏi nhá, tỏi Sơn Phi vàng sẵn đấy. Nên khi đổ vào là mình xào luôn. Bản chất là cái này mình đã xử lý nó chín rồi ấy. Thì mình chỉ đảo đều làm sao nó đều hoặc tan đều được gia vị thì mình xào luôn cùng với cái dứa nhá. Để không bị cháy gia vị và nó được tan đều gia vị thì mình cho vào trong này khoảng một thìa nước ấy. Đấy, tiếp theo thì mình cho dứa. Sau khi dứa bắt đầu chín tới thì mình cho các loại rau vào nhá. Ở nhà mọi người mà không biết cách xử lý làm sao mà cái sách bò xào lên nó được giòn thì hôm nay qua cái video này thì mọi người cũng đã hình dung rõ là tại sao cái sách bò người ngoài hàng người ta xào giòn mà mình ở nhà xào dai, đúng không ạ? Đấy, Sơn cũng đã chia sẻ xong cái món ăn ngày hôm nay ấy. Món ăn dân dã nhưng mà mùa hè thì thường thường mùa dứa mình có thể thay đổi cho mọi người gia đình mình dễ ăn ấy. Đấy. Cái này mình dùng để uống bia hoặc là ăn với cơm cũng được nhá. Chúc mọi người thành công nhá. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Sơn nhá. Chào mọi người.